Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm cho một số doanh nghiệp trong tỉnh gặp khó khăn bởi hàng xuất nhập khẩu từ Trung Quốc bị chậm và đội ngũ chuyên gia người Trung Quốc chưa thể sang làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Để khắc phục, tùy vào ngành hàng của mình, các đơn vị đã có những giải pháp cụ thể để giữ ổn định nhịp độ sản xuất và việc làm, thu nhập cho người lao động. Sau nghỉ Tết, một số chuyên gia người Trung Quốc của doanh nghiệp này chưa thể sang làm việc để chống lây nhiễm dịch COVID-19. Giải pháp được công ty thực hiện là chuyên gia làm việc từ xa thông qua hệ thống Internet và điện thoại trao đổi công việc thường xuyên. Sau một số bỡ ngỡ khó khăn ban đầu, việc sản xuất của doanh nghiệp đã dần đi vào ổn định sau ít ngày. Công ty chúng tôi cũng đã liên lạc với cả các đồng chí ở bên Trung Quốc là tạm thời không sang. Và công ty chúng tôi cũng đã thường xuyên phòng chống bằng đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ. Khẩu trang thì một ngày là thay đổi bằng 2 lần. Thế còn công ty của chúng tôi trước khi vào sản xuất thì chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với cả các chuyên gia ở bên Trung Quốc bằng điện thoại và hỏi ý kiến phương cách nào. Và đến giờ phút này là công ty của chúng tôi cũng vẫn hoạt động và sản xuất bình thường. Kể từ khi dịch bùng phát rộng ở Trung Quốc và một số nước khác, các doanh nghiệp sản xuất gia công hàng may mặc là nhóm chịu ảnh hưởng hơn cả vì thiếu nguyên liệu. Lý do là hơn 80% nguồn nguyên liệu được nhập khẩu từ Trung Quốc, nơi mà nhiều doanh nghiệp vẫn chưa thể đi vào hoạt động vì thực hiện cách ly phong tỏa để phòng chống dịch. Nhưng nhờ chủ động nguồn hàng nhập khẩu về từ trước Tết nên đến nay hầu hết các doanh nghiệp may trong tỉnh đều đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất đến đầu tháng 4. Tuy nhiên, theo dự báo, nếu dịch tại Trung Quốc tiếp tục kéo dài, khó khăn doanh nghiệp may mặc gặp phải sẽ ngày càng lớn hơn. Nhưng nếu sau đó chúng tôi không nhập được tiếp cái nguyên liệu đồng bộ phục vụ sản xuất thì sẽ dẫn đến gián đoạn cái quá trình sản xuất của công ty và ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất, tiến độ giao hàng cho khách hàng. Cái này sẽ gặp rủi ro rất lớn cho doanh nghiệp. Trong tháng 1 năm 2020, tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh thông quan tại Chi cục Hải quan Hưng Yên sang thị trường Trung Quốc giảm gần một nửa so với tháng 1 và tháng 12 của năm 2019. Trước khó khăn này, đòi hỏi từng doanh nghiệp phải có chiến lược phù hợp, đa dạng thị trường xuất nhập khẩu nguồn hàng của mình để giữ ổn định sản xuất.